Hiền Diệp mến chào quý vị và các bạn đang xem trên kênh Hiền Diệp cập nhật thông tin mới nhất ở Mỹ như sau. Ông Đàm Vĩnh Hưng vừa chính thức nộp đơn kiện lên tòa thượng thẩm bang California, Mỹ, trụ sở ở Orange County để kiện ông Gerard Richard Williams III, chồng ca sĩ Bích Tuyền. Sự việc xảy ra từ đầu năm 2024, nhưng gia đình ca sĩ Bích Tuyền vẫn giữ nguyên hiện trường vụ tai nạn vì biết sẽ có ngày hôm nay. Trong bài đăng của mình, Dũng Taylor cho biết, đến thời điểm hiện tại vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền và Gerard Richard Williams III vẫn giữ nguyên hiện trường kể từ ngày xảy ra vụ việc ngày 19 tháng 2 năm 2024. Dũng Taylor đặt ra giả thuyết, phải chăng họ đã lường trước chuyện người bạn thân của họ có thể sẽ đâm đơn kiện nên họ vẫn giữ nguyên hiện trường. Tôi nghĩ là đâm đơn kiện số tiền khủng thế này nghĩa là họ đã thương lượng không thành công. Ở Mỹ họ tránh kiện tụng vì thông tin đời tư, hồ sơ khai thuế, thu nhập cá nhân sẽ bị phơi bày, Dũng Taylor nói. California. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, tên thật là Huỳnh Minh Hưng, vừa đâm đơn kiện 1 triệu phú Mỹ ở Newport Coast vì trong lúc biểu diễn ở nhà vợ chồng ông này. Không biết như thế nào trong lúc biểu diễn bài hát của mình, Mr. Đàm đã trình diễn bài hát của mình trên đài phun nước, Fountain Water và đột nhiên đài phun nước này bị sập. Ca sĩ này bị thương, bị cắt vài ngón chân, theo đơn kiện nộp ở tòa thượng thẩm California ở Orange County hôm 31 tháng 10. Dù kiện được hay ông Đàm Vĩnh Hưng đã yêu cầu đến con số chục triệu đô. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã xem video Hiền Diệp chia sẻ.